Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn đau lòng, hai vợ chồng nạn nhân tử vong khi đi bán hàng mưu sinh. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng trên tỉnh lộ 542B thuộc đoạn đường Phạm Hồng Thái, địa phận xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Vào thời điểm trên, anh NVN, tên viết tắt 48 tuổi, chạy xe máy chở theo vợ là chị NTT, tên viết tắt 36 tuổi, cùng chú xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, kéo xe tự chế chở hàng ra chợ Vinh bán mưu sinh. Trên đường đi, xe máy của vợ chồng anh N va chạm với chiếc xe máy cày đỗ bên đường. Hai vợ chồng ngã ra đường, cùng lúc xe khách chạy qua chiều ngược lại đã tông trúng anh N và chị T. Cú tông mạnh làm vợ chồng anh N tử vong, xe máy hư hỏng nặng, xe khách bị móp phần đầu.